lời nói đầu tiên Tân Nghệ Tiên xin gửi chào đến cả nhà nha. Thì hôm nay mình có đi săn lên kèo, đi săn với anh bé P2 với anh Hải với Bằng Đạt này nha. Thì 3 giờ chiều này có tổ chức nấu nướng dân dã chung với mấy anh em. Thì trước hết thì mình xin quảng cáo một ít đơn hàng cho cả nhà nha. Hôm nay mình có bán thùng súp bơ Hồng Tơ và thùng súp bơ Tà và cây cú và lách, tối lộng cây sói và lách nha cả nhà. Đây, cây này thì có giá là 800.000 bao ship cho cả nhà nha. Tặng cho cả nhà một cặp ốc titan, ba con luôn, chỉ lại hai cái ốc thường. Hai cái ốc thường này anh em không thích á, thì anh em gắn vô, gắn một vé này vô nha, với một cọc đựng nè, bao ship cho anh em. Anh em mình đi săn với cây cú và lách nha. Đây, cây này giờ thì giờ nó hết hàng nha anh em, hết hàng giá 450 á, nhưng mà còn hàng giá 700 cho anh em đặt theo cọc. Đó, chạc này chạc 7.5 nha, thun khẩu thun này mình bắn là super star 0.65. Đây, thêm anh em coi đâu dày nữa nè, 0.65 nha. Đó, thì một mét thun chặt sẵn cho anh em á, kèm phụ kiện luôn, đó là 130.000 bao ship. Em nè, anh em nào không lấy phụ kiện á thì 110.000 bao ship cho anh em. Thun thì bi thì mình bán 40.000 một ký nha anh em. Đó, anh em nào có mua hàng thì liên hệ số điện thoại bên góc trái mình. Rồi, bây giờ mình lên đường sang giáp coi anh em ơi. Thì tạm biệt. Bắn con nữa thì trong còn nè. Lắm. Anh là mắc lỗi rồi trời. Cò xa lắm nha nhà. Anh em cũng khỉ gì. Anh mới nói nực nực cái bắt lại liền luôn. Bể đầu rồi nha. Bể đầu chưa? Không nên nát đó. Rồi, cái nữa rồi đó. Tại sao anh nhận cò luôn rồi. Quá đeo cả nhà ơi, để cái sụm ngang luôn, lúc mì xa xa lúc đó đó. Để Bằng Đạt quăng lội ra mình lụm rồi mình quay cho cả nhà xem nha. Đây cả nhà, bây giờ Bằng Đạt bằng nó lội ra lụm cò nha. Đạt đi tới lúc mày mày kia. Cò ở đây tương đối là hơi nhét cả nhà. Hôm nay mình đi chiến với thùng Super Star nữa nha. Mình bắn full vì để cây cũ và lách. Đó. Thì hôm nay mình có hẹn với lại anh Mét B2, anh Hải với lại team của mình. Thì 3 giờ đó, nó đạt lụm cò nè. Xa lắm nha. Thì 3 giờ anh em mình có tổ chức một chuyến ăn uống dã ngoại cả nhà. Thì mời cả nhà thưởng thức cùng mấy anh em mình. Giờ mình đẹp vẫn lụm cò vô để mình quay cho cả nhà xem nha. Đây cả nhà. Em cò bở. Quá em. Rồi, mình tiếp tục cả nhà ơi. Quá lẹ. Hên con này không đón hướng á. Cậu bảo cái nhà. Điểm
mình đi ra mình đâm cho cả nhà rồi. Hey, vợ nha. Cậu. Đây. Cậu ở cả nhà. Thôi tiếp tục cả nhà. Không mà chấm rồi đặt ơi. Chạy vô chạy vô bắn anh ơi. Đây cả nhà. Em cầu trắng nha, vừa chạy vừa bắn. Mình dí. Mình dí nó từ từ tú bên kia kìa. Nó bay một mạch, nó bay lên trên. Xong nó bay giữa đám ruộng đó. Cái nó bay qua đây. Cái nó bay lên trên đây, trời ơi trời. Dí một vòng trái đất luôn. Dí con cò đâu hơn cái tiếng mà không. Bây giờ mình tiếp tục cả nhà ơi. Mình đạp con rời rước mình đây. Thòng cái giò à, thấy không? Xa quá, lực mạnh lắm. Sụm xuống rồi. Té xuống rồi. Con ba con nào á? À? Con giữa hả? Giữa. Con hai, vậy cũng bay nữa thiệt. Nó đứng kìa. Thấy đứng không? Wow. Rất dạng còn hơn gì nữa.
Lụm cậu bà ơi cả nhà. Đi nãy giờ mới lấy được con này gần. Ngay sống lưng. Rồi đá dép luôn rồi. Đây. Yeah. Cũng được, không nặng lắm. Rồi tiếp tục cả nhà ơi. Cò ra nha. Gãy cổ rồi nha. Bọn trùng ta xuống. Cò bả. Về. Đâu rồi ta? Đây đây đây. Cậu bà ở cả nhà. Sụn ghê chưa? Đây nha. Ủa sụn ghê vậy? Ủa. Bà ở cả nhà. Gãy cỏ rồi. Nó luôn có con cỏ à. Thôi tiếp tục cả nhà. Mình lên cái khúc này đây. Rồi chào cả nhà, thì bây giờ mình với lại bên anh Hải cũng đã hợp mặt cả nhà. Giờ đợi mét B2 tới. Đây thấy cái tụng của anh Hải chắc lượng không? Quá im luôn. Sao? Đây của anh Hải đây, còn của mình đây. Ủa, có mét B2 thì chưa biết. Thì cũng tầm mấy cò cả nhà. Tiếp sau. Thấy cái lỗ cái mét cái lỗ bên mình đây. Còn mà 5-6 cò nha. Đó. Giờ đợi mấy B2 tới nữa thì mấy anh em mình tổ chức ăn uống dân dã cả nhà. Không thấy chém lọt đó hả? Thôi. Mình phải đi ra mình đứng vậy nè. Rồi chào cả nhà, thì hiện tại là trời đang mưa cả nhà. Đó. Bây giờ là 3 giờ rồi nha. Thì quả hôm nay là của mấy anh em mình thì được 2, 4, 6, 8. Chắc phải đắt. Nãy mình đếm mười mấy con anh Hải? 12 con. Thì hôm nay đi săn có anh Hải, anh Mét B2, thằng Mát với lại Khoa với Đạt nha. Đó. Thì sau cơn mưa này không biết bực bao lâu thì tại tạnh thì mấy anh em mình sinh tồn nữa. Thì có hồi mời cả nhà đón xem mấy anh em mình ăn uống nhiều giải nha. Mấy anh em mình không mưa ghét. Rồi, chào cả nhà, thì anh em nãy giờ cũng mần mấy cái lông chim cò rồi cả nhà. À, bây giờ chắc anh em xỏ lên nướng rồi cả nhà. Mình hiện nãy giờ vẫn mẫu cò nha. Nãy thì nướng than. Than này chắc còn lâu quá. Ở nhà anh hay nướng cò ăn, nướng 2 con 2 chồng không hết luôn á. Không, nếu mà đi nói gì cái ăn với cơm. Nói gì cái ăn với cơm đâu. Em ăn 3 con với tô cơm vừa nếm mà đó. 3 con 2 con là vừa rồi. Rồi, chào cả nhà nha. Thì hiện tại là cái gì vậy? Thì ăn đi. Nướng nó dài. Vô đi anh Hải. Hiện tại là nấu nướng cũng xong rồi cả nhà. Đó, tại dính kia mưa nên kẹt thời gian.
này đuổi cỏ gì đó. Đó. Ừ. Anh em đuổi qua nha. Mời anh em nha. Thử quả xua cho nãy vô. Dài rồi. Chưa ăn gì cũng dài quá. Ăn năm hai tài xé không? Ăn gì mới ngon ha. Đúng rồi. Dân giả. Ăn không chịu ăn đâu, lỗi chứ ướt. Cấm coi nhiều quá. Ăn nhớ mũi gì. Mời mấy anh em nha, giờ cũng tối luôn rồi. 5 giờ mấy, 6 giờ luôn rồi. Còn mới nướng chín xong. Thế thì mời. Cái móc tay nó khó chịu quá. Mấy chấm thành thánh có mấy bảy hai không nhưng làm ngon. Được có chiêu làm mấy chấm thành thánh á. Hết rồi hả? Hết rồi. Rồi mà cả nhà cái ức luôn. Còn xé, xé hai tay. À, không ổn rồi, nó dai quá. Không? Dai. Vậy cũng đi. Nhanh ngọn lẹ. Nè, vô. Rồi mời cả nhà nha. Vô. Còn chưa bệnh, chưa em mình bệnh. Quá thì còn mà thôi. Dai. Cái bên khác. Mấy má. Quá đã rồi hả? Ngon hơn xào. Thịt nó lúng dài ả luôn. Nó ngọt. Y chang thịt cò luôn. Bỏ đây nè, cho thơm. Dài quá. Con này chín chưa nè? Chín rồi, chín đó hả? Đó mới ngon á. Đi ra, xương đâm nữa. Nè. Đi ra. Ủa xuống cái cò nó biến cái gì trời, bé cái vị gì đâu mà. Ây da, trời ơi, đâm chút bị đâm nữa. Sao kỳ vậy? Tò này có con đâm đắt đắt dục qua anh bị đâm nè. Phải không? Rồi, mời các bạn cái ức cầu bở nha. Mời các bạn luôn nha. Tò này làm đỏ vậy ta. Nó đỏ. Cầm, cầm gì bánh cái đã. Cầm. Đem ức cầu bở nha. Vô. 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 Đúng. Mời mấy thầy. Đúng. Mời thầy ở dưới rồi. Ghê đó nè. Ừ. Dài quá. Này các bạn nha. Vui ha. Rồi.